Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh YouTube chính thức của báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Bão Bettina cũng gọi là bão Oliver với gió giật cực mạnh đã làm chìm một tàu chở hàng ở gần một đảo của Hy Lạp, khiến nhiều người mất tích và đã có người thiệt mạng. Ban đầu chỉ là một áp thấp được cho là chưa chắc thành bão. Nhưng cuối cùng thì bão Bettina không chỉ hình thành, mà còn rất mạnh, được coi là một trong những cơn bão mạnh nhất từng có ở Biển Đen. Ngày 26 tháng 11, một tàu chở hàng đã bị sóng và gió dữ dội do bão Bettina làm nghiêng đi rồi chìm ở gần đảo Lesbos, Hy Lạp. Theo cơ quan tin tức Athens, Hy Lạp, tàu chở hàng tên Raptor chở theo 14 người khi bị chìm. Tàu này đang trên đường đi từ Ai Cập tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và thuyền trưởng đã phát tín hiệu xin giúp đỡ, sau đó không lâu thì tín hiệu từ con tàu này biến mất. Sau đó, một người trên tàu Raptor đã được tìm thấy bằng máy bay trực thăng và được đưa vào bệnh viện. Trong giờ Runner cho biết đã tìm thấy một người nữa nhưng người này đã thiệt mạng. Hiện các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 12 người còn lại. Trung tâm khí tượng quốc gia Hy Lạp đã ra cảnh báo khẩn cấp về tình trạng thời tiết nguy hiểm trong cuối tuần vừa rồi khi bão Bettina quét qua nước này. Nó đem theo gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, 75 đến 102 km h khiến nhiệt độ giảm luôn 8 đến 10 độ C. Theo BNN Network, ngoài Hy Lạp, bão Bettina còn khiến một số nước Đông Âu như Ukraine và Romania phải ra cảnh báo về thời tiết khi nó gây bão tuyết mịt mù. Bão Bettina cũng khiến khoảng nửa triệu dân ở bán đảo Crimea chịu cảnh mất điện. Những cơn bão ở châu Âu cũng đang chứng minh rằng thời tiết cực đoan và bất thường xảy ra khắp toàn cầu, chẳng trừ nơi nào trên thế giới. Hồi tháng 9, một cơn bão chết chóc khác là bão Daniel đã chút lượng mưa có tính lịch sử xuống một số nước quanh địa Trung Hải. Riêng ở Hy Lạp phải hứng lượng mưa hơn 760mm. Theo phóng viên tại châu Phi, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, vừa qua, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Somalia Mohamud Moalim Abdullahi đã xác nhận con số thiệt hại về người. Theo đó, số người thiệt mạng vì lũ lụt do mưa lớn tại Somalia đã tăng lên 96 người. Trước đó, mưa lớn gây ra lũ quét ở quốc gia vùng sừng châu Phi này đã khiến hơn 30 người thiệt mạng. Somalia đã phải hứng chịu những trận mưa lớn không ngừng bắt đầu từ tháng 10 do hiện tượng thời tiết El Nino và lưỡng cực Ấn Độ Dương gây ra. Cả hai đều là các kiểu khí hậu tác động đến nhiệt độ bề mặt đại dương và gây ra lượng mưa trên mức trung bình. El Nino thường liên quan đến nhiệt độ tăng cao, hạn hán ở một số nơi trên thế giới và mưa lớn ở những khu vực khác sẽ tiếp tục kéo dài cho đến tháng 4 năm sau. Hiện tượng khí hậu này đã tàn phá khu vực Đông Phi. Theo Liên Hợp Quốc, lũ lụt vừa qua được mô tả là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và đã khiến khoảng 700.000 người phải di rời. Những cơn mưa dữ dội đã gây ra lũ lụt trên diện rộng khắp Somalia, khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã tồn tại do nhiều năm xung đột ở nước này. Trước đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, COHA, Ước tính số người phải sơ tán do mưa lũ tại Somalia đã tăng gần gấp đôi trong một tuần, trong khi có tới 1,7 triệu người bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, mưa lũ còn phá hỏng đường xá, cầu cống tại một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nguồn cung, kéo theo các mặt hàng thiết yếu tăng giá. Tại quốc gia láng giềng Kenya, theo thông tin từ Hội chữ thập đỏ nước này, lũ lụt cho đến nay cũng đã khiến 76 người thiệt mạng, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán phá hủy hệ thống đường xá và cầu cống, khiến nhiều cư dân không có nơi ở, nguồn cung cấp nước uống và thực phẩm. Hội chữ thập đỏ Kenya KRC trước đó cho biết 18 trong số 47 tỉnh ở Kenya bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó nghiêm trọng nhất là cư dân ở các khu vực khô cằn và bán khô cằn như các vùng Tana River, Makueni, Wazir, Isiolo, Masabit và Mandera. Lũ lụt ập đến trong bối cảnh những cộng đồng cư dân này đang chật vật hồi phục sau ảnh hưởng của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Vừa qua, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Mễ Phong cho biết, tình trạng trẻ em ốm tăng mạnh là do virus cúm cùng với các loại rhinovirus gây cảm lạnh, viêm phổi, mycoplasma, virus hợp bào hô hấp RSV và adenovirus. Ông Mễ Phong thúc giục các cơ sở y tế cung cấp thông tin kịp thời và cập nhật về nhu cầu điều trị sốt ngoại trú, yêu cầu các trường học thực hiện biện pháp phòng ngừa thích hợp. Các bệnh viện cũng được yêu cầu phân loại bệnh nhân theo mức độ nghiêm trọng của bệnh. Một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC cho biết, các nhóm tuổi khác nhau bị ảnh hưởng bởi mầm bệnh khác nhau. Ông Wang Hua Wing, chuyên gia trưởng về kế hoạch tiêm chủng của CDC, cho biết bệnh viêm phổi do Mycoplasma chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm 5 đến 14 tuổi, các nhóm còn lại có thể nhiễm nhiều loại virus khác nhau. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không cho biết có bao nhiêu trẻ em bị ảnh hưởng. Các bệnh về đường hô hấp do mầm bệnh khác gây ra, bao gồm RSV, adenovirus và virus cúm, bắt đầu tăng vọt vào tháng 10. Dù COVID-19 vẫn là một trong những bệnh đang lưu hành, nhưng không phải nguyên nhân hàng đầu gây ra đợt gia tăng lần này đặc biệt các ca bệnh nhi chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc như thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh, khiến các bệnh viện tại những khu vực này quá tải. Đại diện Quốc vụ Viện Trung Quốc cho biết dịch cúm sẽ đạt đỉnh vào mùa đông và mùa xuân tới, trong khi đó tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Mycoplasma pneumonia, một trong những tác nhân gây bệnh viêm phổi thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, vẫn sẽ ở mức cao tại một số khu vực. Cơ quan này cũng không loại trừ khả năng tái bùng phát một đợt lây nhiễm COVID-19 mới. Tuần trước, khu vực miền Bắc Trung Quốc bỗng bùng phát dịch bệnh về đường hô hấp bí ẩn, khiến nhiều bệnh nhân nhi quá tải. Đến hôm 22 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin sau khi chương trình theo dõi các bệnh mới nổi. Promes ghi nhận các cụ bệnh về đường hô hấp ở trẻ em tại miền Bắc nước này. Đồng thời, cung cấp thêm thông tin về sự gia tăng đột biến các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em ở các tỉnh thành miền Bắc nước này trong phản hồi của mình, Trung Quốc cho biết không có mầm bệnh mới hoặc bất thường nào đằng sau sự gia tăng đột biến này. Viêm phổi do mycoplasma thường gây các triệu chứng hô hấp nhẹ, nhưng các chuyên gia cho biết đợt bùng phát năm nay đặc biệt nghiêm trọng do vi khuẩn có khả năng kháng thuốc kháng sinh nhóm macrolide. Lo ngại về tình trạng bệnh nhân gia tăng khiến một số tỉnh và thành phố của Trung Quốc công bố danh sách những nơi cha mẹ có thể điều trị cho con ủy ban y tế ở một số khu vực như tỉnh Sơn Đông, tỉnh Quảng Đông và Hồ Học ở vùng nội mông, tổng hợp danh sách các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị nhi khoa. Những danh sách này bao gồm thông tin như khả năng tiếp nhận bệnh nhân tối đa và số giường bệnh nhi nội trú. Các gia đình có thể lựa chọn cơ sở y tế dựa trên vị trí và nhu cầu y tế của mình.